Vào năm 2029, biến đổi khí hậu đã khiến cho nước biển dâng cao và làm cho các thành phố ven biển dần dần mất đi phần lớn diện tích. Người nghèo khổ ở khắp mọi nơi và họ phải sống trong những chỗ ở tồi tàn, với việc bên dưới họ toàn là nước hoặc thậm chí lênh đênh trên những con thuyền ngoài biển. Còn người giàu đã gom phần lớn diện tích đất của các thành phố và trở thành các địa chủ sống trong những ngôi biệt thự xa hoa được bảo vệ bởi bức tường khổng lồ. Tại thành phố Miami ở bang Florida, đây cũng là một trong những thành phố đặc trưng của cuộc sống hiện tại, nhân vật chính của chúng ta tên là Nick. Nay như mọi hôm, Nick đến chỗ làm, nơi đây dành cho những người có thu nhập trung bình, khi chỉ bị ngập mấp mé và vẫn đi lại được. Ở đây còn có Emily là một người bạn từng ở quân đội với Nick và giờ cô đang phụ việc cho Nick. Trước đó, Nick mở một loại hình kinh doanh mang tên buồng ký ức. Với dịch vụ này, nó cho phép mọi người sống lại trong những ký ức mà họ muốn. Bằng cách sử dụng một loại thuốc an thần và công nghệ hiện đại, Nick thậm chí còn có thể biến những ký ức của họ thành những bức tranh không gian 3 chiều, làm cho trải nghiệm trở nên siêu thực hơn. Tuy vậy, với tình hình khó khăn hiện tại khi mọi người còn đang cố gắng kiếm tiền để không phải ở nơi ngập nước, thì đó là một điều quá xa xỉ với bọn họ nên giờ đây quán của anh dần dần không có khách đến. Và rồi người bạn tên là Hanh lại tới, người bạn thân của Nick trong quân ngũ bị thương tật và mất đi hai chân. Anh ta vẫn thi thoảng tới đây sử dụng dịch vụ buồng ký ức để Nick đưa anh ấy quay trở về ngày anh còn đi lại được và nô đùa vui vẻ với chú chó của anh. Mọi thứ đều vẫn ổn, nhưng mỗi tội Hanh không có tiền và thường sử dụng free, Emily phàn nàn với Nick, giờ họ đang gặp khó khăn lắm rồi, nếu chuyện này cứ diễn ra thì sẽ phá sản mà thôi. Nick động viên Emily, buồng ký ức là một thứ khiến người ta mê mẩn, ai mà chả muốn sống lại những khoảnh khắc vui vẻ nhất cuộc đời. Vì chỉ khi đó người ta mới cảm thấy hạnh phúc nhất, chỉ là giờ tình hình kinh tế đang khó khăn, Nick tin họ sẽ sớm trở lại mà thôi. Tiếp theo là một vị khách tên là Elsa, mỗi tuần cô ấy lại đến chỉ để nhớ đi nhớ lại về một khoảnh khắc giữa cô ấy và người yêu. Mùng vừa nói là nghĩ cho công ty, nhưng Emily vẫn có lòng thương người như Nick và đã sao chép thẻ nhớ đoạn ký ức này cho Elsa để cô ấy có thể xem nó. Nhưng Elsa vẫn muốn tới đây vì buồng ký ức đem lại cảm giác chân thật cho cô ấy. Sau đó Nick vào trong, cất đi các thẻ nhớ ký ức của mọi người vào trong một cái két với chìa khóa Emily giữ còn mật khẩu chỉ có Nick biết. Khi hai người chuẩn bị đóng cửa sau một ngày vắng khách, một cô gái tên là May đã bước vào và yêu cầu họ tìm giúp cô ấy chìa khóa bị mất. Ngay khi Nick nhìn thấy May, anh đã ngay lập tức bị cô ấy hớp hồn và mặc dù Emily nói rằng đã quá giờ làm việc, Nick vẫn quyết định tiếp khách. Trong quá trình chuẩn bị, May còn cởi đồ ngay trước mặt Nick làm anh ta rất ngại ngùng. Emily tới nhắc May bỏ đôi bông tai ra, rồi May nằm xuống buồng ký ức. Mọi thứ bắt đầu, Nick là người dẫn chuyện đưa cô ấy vào ký ức May cần. Việc này rất quan trọng vì nếu chỉ cần làm sai thì sẽ không thể truy tìm được ký ức đó. May bắt đầu nhớ về ký ức vào sáng nay thức dậy, cô ấy thay quần áo rồi lấy chìa khóa lái thuyền đi làm, đến một hộp đêm. Nơi cô ấy làm một ca sĩ ở đó, lúc này Emily đã thấy cô ấy để quên chìa khóa ở phòng thay đồ và muốn họ dừng lại. Mặc dù vậy Nick vẫn muốn xem tiếp và anh đã say đắm May khi xem cô ấy biểu diễn. Sau khi biết được nơi lấy chìa khóa, May đã rời đi nhưng có vẻ tật hay quên đồ vẫn còn khi cô lại tiếp tục quên đôi bông tai của mình. Kết thúc một ngày làm việc, Nick di chuyển qua các con đường ngập lụt đến sở cảnh sát. Dịch vụ buồng ký ức rất có tác dụng trong việc phá án, nên Nick vẫn thường xuyên nhận thầu từ các công tố viên. Nay anh tới để tham gia vào một vụ án phóng hỏa, khi một địa chủ khét tiếng tên Water muốn mua đất rẻ nên đã ra tay với gia đình này. Nhưng luật sư của hắn vẫn đang tranh cãi với công tố viên và cố gắng không cho buồng ký ức của Nick nhập cuộc. Mọi chuyện sau đó không đi tới đâu, khi đi ra Nick có nghe được hai cha con họ đang nói về việc tìm một cô gái nào đấy. Đến đêm, Nick đến cái hộp đêm trong ký ức của May với mục đích duy nhất là trả lại đôi bông tai cho cô nàng. Sau khi May kết thúc ca khúc của cô, anh tiến đến gần người đẹp và cả hai bắt đầu tán chuyện. Nhưng khi đã trả lại được đồ, May có vẻ đã mê Nick và mời anh đi theo đến chỗ ở của cô. Nick thì cũng đã bị cuốn hút bởi nhan sắc của người đẹp, rốt ráo đồng ý ngay lập tức và ngay khi cả hai về tới nhà, họ đã đến với nhau. Sau cuộc mây mưa, đôi tình nhân đã có một cuộc trò chuyện thân thiết trên sân thượng. May hỏi Nick tại sao anh không sử dụng buồng ký ức thường xuyên hơn. Nick trả lời rằng ký ức sẽ đẹp đẽ hơn khi chỉ thi thoảng sử dụng nó. Nếu cô sử dụng nhiều, nó sẽ khiến tâm trí cô bị lặp lại trong một vòng lặp vô tận với ký ức đấy. Bỗng nhiên Nick bật dậy khỏi buồng ngủ khi bị Emily gọi, hóa ra chuyện đã trôi qua vài tháng. Nick chỉ đang sử dụng buồng ký ức để trở về những khoảnh khắc của anh và May trước đó, khi cô ấy bỗng nhiên biến mất không dấu vết khiến Nick rất đau khổ. Emily muốn Nick chấm dứt chuyện này và sống tiếp, nhưng Nick chỉ đơn giản là không thể quên được cô ấy. Nick vẫn đang cố gắng hồi tưởng lại bất kỳ khoảnh khắc nào bên May để xem có thông tin gì về cô ấy không nhưng mọi thứ chỉ vô vọng. Anh cũng thường xuyên đến hộp đêm nơi cô ấy từng làm việc và hỏi bạn bè của cô về các manh mối, nhưng không có ai biết gì hết. Rồi Nick lại tiếp tục quay lại buồng ký ức. Sau đó anh lại bị đánh thức bởi các tiếng gõ cửa
Khi Nick đi ra thì anh không thấy ai và chỉ thấy một ô tô vừa rời đi, rồi một bông hoa tai giống hệt của May đang ở dưới nước. Sau đó Nick kể cho Emily về đôi bông tai, có khả năng May đã trở lại, nhưng Emily chỉ cho là chuyện trùng hợp mà thôi. Cả hai hôm nay lại thầu ở đồn cảnh sát, họ được yêu cầu đến lấy ký ức về một tên tội phạm sắp chết. Nick bắt đầu dẫn chuyện để vào ký ức của hắn, câu chuyện cách đây khoảng hơn 5 năm về trước, hắn trước đó làm tay sai cho một trùm xã hội đen ở New Orleans. Ở đây còn có một tên cảnh sát bẩn tên là Cyrus, lúc này Nick bị bất ngờ với sự xuất hiện của May trong đoạn ký ức, cô ấy đã từng biểu diễn ở hộp đêm này vào 5 năm trước. Nick thấy May liền cho mọi ký ức tập trung vào May, May rất được tên trùm này yêu quý, bất kỳ ai động đến cô ấy đều phải trả giá. Lúc này anh cảnh sát bực lắm rồi vì chuyện này chả liên quan gì đến vụ án và đã can thiệp, nhưng tên tội phạm liền cảm thấy khó chịu và cuối cùng Nick lại tiếp tục được dẫn chuyện. Sau khi ở cùng tên trùm một thời gian, May đã bị hắn đưa vào đời và cô rất muốn thoát khỏi tên trùm. Lần cuối đoạn ký ức có cô ấy là May đã lấy trộm thuốc của hắn ta và bỏ đi. Biết được chút thông tin của May, Nick liền lập tức lên đường tới New Orleans. Rồi cố trà trộn vào hộp đêm bằng một cái tên giả anh lấy từ ký ức, nhưng quá đen cho Nick khi người anh lấy tên đã chết và bị tên trùm bắt lại. Khi Nick nhắc đến May, hắn ta liền cảm thấy thương hại cho Nick vì biết chắc May đã lừa tình Nick như lừa hắn. Rồi hắn cho người xử Nick, nhưng lúc này tiếng súng vang lên và Emily đã tới. Cô bắn vỡ kính giải cứu Nick, cả hai người là cựu chiến binh nên mấy tên xã hội đen không khác gì mấy đứa nhóc và họ dễ dàng xử đẹp bọn chúng. Hai người sau đó về văn phòng, Nick đã nhận ra anh giống tên trùm kia, May chắc chắn đã lừa gạt Nick để lấy một thứ gì đó từ anh ta, lần cuối cô ấy tới đây là ở cùng với Emily. Quay lại ký ức ngày đó, trong lúc Emily có việc ra ngoài, May đã lấy đi chìa khóa két trong thoáng chốc. Do ở bên Nick đã lâu, May biết được mật mã của két là một đoạn ngân tiếng nhạc của Nick và cô ấy đã dễ dàng mở lấy đi thẻ nhớ. Mọi người nhanh chóng tìm ra toàn bộ thẻ nhớ của Elsa, người hay đến nhớ lại ký ức với người yêu. Thẻ nhớ của cô ấy giờ đây đã bị biến mất toàn bộ, mà họ cũng chợt nhận ra từ lúc May biến mất, Elsa cũng không thấy đến nữa. Nick đến khu chợ nổi để tìm Elsa, khi hỏi người dân ở đây, một người phụ nữ bỏ chạy khi biết anh đang tìm cô ấy. Sau khi Nick đuổi kịp và giải thích anh là bạn của Elsa, cô bạn của Elsa thông báo cho Nick biết Elsa đã bị giết cách đây vài tháng trước và con trai của Elsa cũng bỗng dưng biến mất không dấu vết. Sau đó khi Nick đang đi về, anh bỗng nhiên bị một người đàn ông chặn đánh. Hắn đe dọa Nick không được điều tra vụ án này nữa, trong khi hắn rời đi hắn còn gọi cho ai đó bảo rằng đã xong nhiệm vụ. Nick cho Emily xem lại ký ức và cô ấy phát hiện được tên này chính là tên cảnh sát bẩn Cyrus xuất hiện ở New Orleans 5 năm trước đó. Khi họ đến đồn cảnh sát để lấy thông tin về tên Cyrus, lúc này đồn cảnh sát đang bị vây quanh bởi những người biểu tình phản đối địa chủ. Vụ án của tên địa chủ Water đã chấm dứt khi ông ta đã qua đời do bệnh tật. Nick thấy được người vợ và con trai của Water đi ra, người vợ ông ấy cũng từng là khách của quán anh nên anh nhận ra ngay. Nick chợt nhận ra được điều gì đó và về ngay văn phòng, mặc dù thẻ nhớ của Elsa đã mất nhưng là người dẫn chuyện ở ngoài như Nick, anh vẫn còn ký ức của Elsa. Anh xem lại đoạn ký ức đó và đối chiếu với đoạn video của vợ Water từng dùng, thì giọng của người đàn ông và Water giống hệt nhau, chính Water ở bên ngoài với Elsa và Elsa đã có một đứa con. Emily từ đồn cảnh sát về cũng báo, sau khi Cyrus ăn trộm hàng của tên trùm ở New Orleans và bị hắn trả thù, Cyrus đã tới Miami để làm cho nhà Water. Tất cả mọi thứ giờ đây đều sáng tỏ, có vẻ lão Water trước khi chết muốn phủi tay mọi chuyện và đã bảo Cyrus đi kết thúc hai mẹ con Elsa. Emily rất sợ hãi khi biết chuyện này dây đến bọn địa chủ, cô muốn Nick dừng lại, nhưng Nick vẫn muốn đi đến cùng và hiện tại anh còn chưa biết được tung tích của May. Để an toàn cho Emily, Nick đã đuổi việc cô ấy. Sau đó Nick lấy đi khẩu súng, lên đường tới khu nhà giàu để gặp vợ của Water. Khu nhà này được cảnh sát bảo vệ trong một bức tường khổng lồ và không bao giờ phải lo nước tràn vào vì từng biết nhau nên Nick dễ dàng gặp được bà ấy. Dù vậy khi gặp được vợ Water, giờ đây bà ấy đã bị điên vì Water vừa qua đời và luôn luôn nhớ lại khoảnh khắc với chồng. Rất may Nick biết dẫn dắt câu chuyện nên nói chuyện với người điên vẫn cứ là ok, bà ta biết Water có người ở ngoài, ông ta cũng đã bảo Cyrus đi tìm họ. Còn cả chuyện của May bà cũng biết, khi Nick hỏi tung tích của họ, bà ấy bảo chỗ dành cho hai người bọn họ chỉ có ở khu thối nát của thành phố. Con trai của Water lúc này đã phát hiện ra Nick, cậu ta liền đuổi anh ra khỏi nhà. Nick liền lập tức tới khu nghèo nhất của thành phố, các ngôi nhà ở đây đều ngập tới nóc, Nick đi xung quanh và cuối cùng đã tìm được Cyrus ở đây. Anh chĩa súng lên và hỏi May đang ở đâu, nhưng hắn ta biết Nick không dám bắn và bỏ chạy. Sau một hồi đuổi bắt, cả hai người rơi xuống nước và giằng co nhau, Cyrus đã kịp thoát, còn Nick không may bị chìm xuống. Lúc này hình ảnh May hiện lên giúp Nick quyết tâm bơi lên và nhân cơ hội Cyrus tưởng Nick đã chết, Nick dễ dàng tiêm thuốc mê vào hắn. Nick mang Cyrus về buồng ký ức, trong ký ức sự thật đã được hé lộ,
Cyrus đã tìm đến May và ép buộc May làm việc cho hắn, nếu không hắn sẽ báo vị trí của cô cho tên trùm ở New Orleans. Không còn cách nào khác, May đã tham gia, cô và Cyrus lên kịch bản cho mọi thứ, thậm chí còn tìm đến người bạn hanh của Nick để lấy thông tin về anh. Nick sốc nặng vì mọi thứ chỉ là giả dối và anh luôn tin May là người bạn đời tri kỷ của mình. Tuy vậy, đoạn ký ức tiếp theo đã thể hiện được May có vẻ đã có tình cảm với Nick và muốn dừng vụ này. Nhưng Cyrus đã đánh đập đe dọa May bắt cô tiếp tục thực hiện, và rồi khi lấy được thẻ nhớ của Elsa, Cyrus đã tới giết đi Elsa. Khi hắn chuẩn bị kết thúc con cô ấy, thì May đã tới đón đứa bé đưa nó đi. Rồi một thời gian sau, vào ngày Nick thấy có người gõ cửa ở ngoài, không ai khác chính là May đã tới, tuy nhiên Cyrus đã phục sẵn ở đây mang cô đi, May chỉ kịp để lại bông tai cho Nick. Sau đó Cyrus tra hỏi May để bắt cô khai ra vị trí con trai của Elsa, nhưng rồi bỗng nhiên May đứng dậy tiến tới chỗ của Cyrus, cô nói về những kỷ niệm mà chỉ Nick biết. Chứng tỏ cô ấy đang để những lời này cho Nick, vì sẽ biết trong tương lai anh sẽ xem nó. May xin lỗi Nick về mọi chuyện và nói ra tình cảm của cô với Nick. Rồi cô nói gợi ý về chỗ con trai của Elsa đang ở và hôn lấy Cyrus, nhưng nụ hôn tất nhiên không dành cho hắn mà dành cho Nick trong tương lai. Sau đó May thoát ra và hy sinh để Cyrus không tìm được con trai của Elsa. Sự thật chính là giờ đây May của Nick đã chết, Nick đau buồn rồi quay lại chỗ Cyrus và tăng công suất của buồng ký ức lên, anh khơi gợi ký ức hôm hắn bị tên trùm trả thù khiến Cyrus chết não. Sau khi biết mọi chuyện, Nick tới nhà của Walter, chính là con trai của Walter đứng sau tất cả. Nick lần trước ở đồn cảnh sát đã nghe được Walter bảo con trai đi tìm mẹ con Elsa về chăm sóc. Nhưng cậu ta đã thay đổi nó và bảo Cyrus giết đi bọn họ để không phải chia tài sản, bằng chứng là Nick lấy điện thoại của Cyrus và gọi được cho hắn. Giờ cảnh sát đang trên đường tới đón con trai Elsa và hắn hãy chuẩn bị đợi cảnh sát tới bắt. Xong xuôi mọi việc, Nick nói cho Emily mọi thứ và cả cái chết của May, đồng thời bàn giao toàn bộ đoạn ký ức về vụ án. Để Emily đưa cho cảnh sát làm bằng chứng, Emily bật khóc vì hiểu anh ta sắp định làm gì tiếp theo. Sau đó Nick chia tay với Emily, khi đi về, người dân nghèo ở thành phố cũng đang chống lại các địa chủ và đòi lại quyền lợi của họ. Nick về văn phòng, nằm vào buồng ký ức và bật máy lên, anh giờ đây sẽ sống trong những ký ức mà có May ở trong đó. Vài chục năm sau, Emily đang cùng cháu cô ở đây chứng kiến Nick, người đã bị kẹt vào trong vòng lặp vô tận với ký ức của anh ta và May, nhưng lúc này Nick vẫn luôn nở một nụ cười ở trên môi. Phim đến đây cũng kết thúc, nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại!